Vẫn chưa tìm được tâm tích của thằng Nhật à? Cậu tăng người thêm người. Bằng mọi cách tìm được cái người đứng sau báo đen làm chuyện này cho tôi nghe. Còn cái chuyện đi tìm kiếm thằng Tùng thì sao? Tháng nào nó cũng cho người tới đây gửi tiền, rồi người đó bỏ tiền ở đây rồi bỏ đi mất dạng. Còn nó thì không chịu chường cái mặt ra. Cậu Dục ra ngoài đường nha. Chuyện gia đình của mình mà con không nhớ cái gì hết hả Tùng? Con Trinh, chị hai của con đó. Còn đây, đây là con lúc nhỏ nè. Là cô ta. Ông ta dẫn cho người tìm kiếm thằng Nhật, nhưng vẫn bí mật đi tìm thằng Tùng. Anh vẫn nghĩ là ông ta giả bộ làm màu, chứ thật ra mọi thứ là muốn giúp cho thằng Tùng. Nếu như vậy, chúng ta lại phải đối phó thêm một thằng cản đường nữa hả? Mặt của ông ta lúc nào cũng lạnh lùng như đâm lê, thấy phát ớn. Nhưng mà em có cảm giác hình như ông ta biết chuyện gì rồi đó. Nếu như ông ta biết được, em có còn mạng ở đây không? Hôm nay đang mệt đó.